Là một người sử dụng iPhone thì chắc hẳn các bạn đều đã nhìn thấy hai biểu đồ này rồi. Và rất trùng hợp khi mà ngày hôm qua mình có nhận được một câu hỏi, đó là biểu đồ này có công dụng gì, Apple đang muốn nói gì với chúng ta thông qua hai cái biểu đồ này. Thì ok, trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc hiểu hai biểu đồ này, cũng như là tiết lộ cho các bạn biết công dụng của chúng là gì. Bây giờ thì bắt đầu video nào. Cho dễ hiểu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích biểu đồ trước đi ha, rồi chúng ta sẽ nói đến câu chuyện công dụng của chúng sau. Ok, đầu tiên, đây là biểu đồ mô tả chi tiết thời gian mà các bạn đã sử dụng iPhone trong ngày 23 tháng 8. Trong đó sẽ bao gồm tổng thời gian mà các bạn đã sử dụng trong ngày, rồi trong hôm đó các bạn đã sử dụng những ứng dụng nào, thời gian cụ thể cho từng ứng dụng là bao nhiêu, nó thể hiện đầy đủ cả. Ví dụ như là trong ngày 23 tháng 8 thì mình đã sử dụng iPhone tổng cộng 14 giờ 33 phút, các bạn thấy chưa? Cái biểu đồ đầu tiên nó là biểu đồ dùng để so sánh tần suất sử dụng iPhone giữa các ngày trong tuần. Cột nằm ngang là thứ ngày, cột đứng là thời gian sử dụng trung bình. Như các bạn nhìn thấy là ngày thứ hai mình đã sử dụng điện thoại nhiều nhất với tổng thời gian là 14 giờ 33 phút. Còn ngày chủ nhật là mình sử dụng ít nhất với tổng thời gian là 11 giờ 25 phút. Ok, đơn giản mà đúng không? Còn ở biểu đồ thứ hai, nó là biểu đồ cho các bạn biết được trong ngày hôm đó các bạn đã sử dụng iPhone nhiều nhất vào lúc mấy giờ. Cột nằm ngang nó là các cột mốc thời gian trong ngày, như là 0 giờ đêm, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, rồi quay trở lại 0 giờ đêm. Còn cột đứng nó là thời gian các bạn đã sử dụng. Chẳng hạn nhìn vào biểu đồ các bạn có thể thấy là mình sử dụng iPhone rất nhiều vào lúc 0 giờ đêm, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng và cả 2-3 giờ chiều. Nhưng mình sẽ ít sử dụng iPhone vào lúc 4-5 giờ chiều. Ở phía dưới hai biểu đồ này sẽ có 3 mục: xã hội, trò chơi, giải trí. Nhìn vào thì các bạn cũng biết được trong ngày hôm đó mình đã sử dụng mục xã hội là 7 giờ 41 phút. Tương tự mục trò chơi là 3 giờ 59 phút. Vậy thì câu hỏi đặt ra, mục xã hội sẽ gồm những gì? Mục trò chơi sẽ gồm những gì? Rất đơn giản, các bạn hãy quay trở lại màn hình chính, lướt sang trái. Đây, các bạn thấy chưa? Mục xã hội nó sẽ gồm có Zalo, Facebook, Telegram, Messenger. Mục trò chơi sẽ gồm Liên Quân, PUBG, Zinplay. Tương tự thì mục giải trí cũng vậy, đơn giản các bạn. Còn ở ô tiếp theo, nó có ghi dòng chữ là dùng nhiều nhất. Thì mục đích của ô này đó là mô tả cụ thể về thời gian của từng ứng dụng mà các bạn đã xài. Và nó được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Chẳng hạn như Facebook, trong ngày hôm đó thì mình đã lướt Facebook tổng cộng 4 giờ 40 phút. Và khi mình kích vào thì nó còn hiển thị thêm mình đã lướt Facebook vào lúc mấy giờ, lướt trong bao lâu. Các bạn nhìn thấy đó là mình thường xuyên lướt Facebook trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ chiều, mỗi lần lướt là gần cả tiếng đồng hồ. Tương tự với tựa game Liên Quân cũng vậy, các nhà sản xuất game khuyến cáo là không nên chơi game quá 180 phút, nhưng mình lại chơi đến 3 giờ 59 phút, vượt luôn cả tiêu chuẩn đề ra đó. Đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Qua cách phân tích trên thì chúng ta có thể thấy được công dụng của hai biểu đồ này, đó là thứ nhất, giúp chúng ta kiểm soát tần suất sử dụng iPhone giữa các ngày trong tuần. Một lời khuyên là để đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho đôi mắt, các bạn không nên sử dụng iPhone quá 12 tiếng trên một ngày các bạn nha. Công dụng thứ hai, khi các bạn đưa iPhone cho con em chúng ta sử dụng thì để kiểm soát thời gian mà chúng chơi game trong ngày, thì đây chính là nơi để các bạn quản lý thời gian sử dụng iPhone của lũ nhỏ. Và công dụng thứ ba, với biểu đồ thời gian sử dụng này, các bạn cũng một phần nào đó có thể nhận biết được tình trạng sức khỏe của viên pin. Trên những diễn đàn iPhone, nhiều ông lên chém gió nào là iPhone của tôi xài được 8 tiếng, trong đó chơi game 3 tiếng, lướt Facebook 2 tiếng, rồi coi YouTube 1 tiếng. Tất cả những số liệu đó đều từ trong này mà ra đó các bạn ạ. Hy vọng rằng sau clip này các bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về chiếc iPhone mà mình đang xài, cũng như là sẽ có những thói quen sử dụng iPhone thật tốt và quản lý tốt quỹ thời gian của bản thân trong ngày để giữ gìn sức khỏe. Nếu các bạn cảm thấy clip hay ho thú vị thì nhớ bấm đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.